Gia đình mình vui bất thình lình, Danh đòi xét nghiệm ADN khi hay tin Trâm Anh mang bầu. Tuy rằng cả hai quyết định dừng lại, nhưng Trâm Anh vẫn hy vọng rằng đó chỉ là một quyết định nhất thời của Danh trong lúc nóng giận. Cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi Danh hồi tâm trở lại quay về. Trong lúc này thì Trâm Anh cũng đón nhận tin vui mình mang thai và cứ ngỡ rằng khi báo tin cho Danh, anh sẽ hạnh phúc và vui vẻ hàn gắn trở về vì đứa con. Nhưng chính lúc này, Danh lại lồng lộn lên đòi xét nghiệm ADN vì cho rằng đó không phải là con của mình, khiến cho Trâm Anh càng thêm đau đớn. Mất tiền có thể kiếm, nhưng mất niềm tin thì mất tất cả. Từ một chàng trai trung tình yêu thương Trâm Anh bằng tất cả trái tim, thì giờ đây khi bị tổn thương, nó lại giống như con dao hai lưỡi. Danh đã quay lại mắng nhiếc rồi sỉ nhục Trâm Anh một cách quá đáng. Tất cả cũng chỉ vì là quá yêu mà thôi. Và để rồi cả hai đã quay về nơi bắt đầu yêu để kết thúc bằng một cái quay người lạnh lùng bước đi của Danh. Chúng ta dừng lại đi. Phía sau lưng, Trâm Anh đứng thẫn người tê dại với con tim đang rỉ máu đau đớn. Chia lìa nhau lúc vừa yêu vừa hận, đó là một cảm giác nó đau đớn khó tả. Thà rằng cạn tàu ráo máng, chia tay có thể ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng giờ đây trái tim của hai người chỉ vì yêu nhau mà họ hận. Giờ đây hai thứ ấy nó trộn vào nhau như cơn lốc xoáy càn quét cứ hết lòng mề tim gan. Tuy nhiên sâu thẳm tận bên trong, Trâm Anh vẫn thấy hối hận. Hối hận vì mình đã không kể với Danh về những câu chuyện ở quá khứ. Hối hận vì mình đã không đủ dũng khí để nói thẳng cho Danh biết khi sự việc xảy ra. Im lặng là cách để giết chết hạnh phúc một gia đình nhanh nhất. Tuy cả hai đã đồng ý dừng lại, nhưng Trâm Anh vẫn hy vọng rằng đó chỉ là quyết định nhất thời trong lúc nóng giận của Danh. Rồi Danh sẽ suy nghĩ lại. Giờ đây cả hai đã xa cách, Trâm Anh cũng đã dọn về nhà ở với mẹ. Tuy nhiên chính lúc này cô lại phát hiện ra mình đã mang thai. Vừa mừng nhưng cô lại càng lo lắng vì giờ đây mối quan hệ cả hai đang rạn nứt. Sau những ngày day dứt bồn chồn, Trâm Anh quyết định báo tin cho Danh biết và trong lòng hy vọng khấp khởi rằng Danh sẽ vui mừng rồi tình cảm gia đình sẽ hàn gắn lại. Nhưng đâu ngờ mọi việc lại càng đau đớn hơn. Cầm tờ kết quả khám thai trên tay, Danh đặt xuống nhìn thẳng vào mặt Trâm Anh. Chúc mừng em. Trâm Anh ngơ ngác. Em báo tin này với anh làm gì? Sao anh nói vậy? Đây là con của chúng ta mà. Con chúng ta? Anh làm sao biết được đó là con của anh? Anh nói cái quái gì vậy? Trâm Anh nước mắt lưng tròng. Nếu em khẳng định thì làm kết quả xét nghiệm ADN đi. Anh cút đi, tôi không cần loại người hèn hạ như anh. Trâm Anh giật lấy tờ kết quả rồi bỏ chạy đi.